Chiều ngày 1 tháng 10, một nhóm học sinh lớp 9 đi tắm biển tại bãi biển thuộc thôn 3, xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong lúc tắm biển, có hai em chẳng may đuối nước và bị sóng biển cuốn trôi, cả hai đều ở thôn 3, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc. Trung tá Hồ Xuân Trình, đồn trưởng đồn biên phòng Vinh Hiền thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau một thời gian tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một cháu và đang tiếp tục tìm kiếm cháu còn lại.